Thưa quý vị, sau hai đợt bão số 9 và bão số 13 vừa qua, hơn 1.500 hectare keo tại địa bàn xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang đã bị thiệt hại nặng nề, để nhiều người trồng keo lâm vào cảnh điêu đứng, bỗng chốc trắng tay. Từ nhiều ngày nay, nhiều hộ trồng keo tại xã Hòa Phú đang tranh thủ thu hoạch những cây keo non ngã đổ với mong muốn gỡ lại đồng nào hay đồng ấy. Theo ước tính, sau 5 đến 7 năm, mỗi hecta keo có thể thu về khoảng 70 triệu đồng. Thế nhưng bây giờ keo mới trồng được gần 3 năm đã ngã đổ. Chủ vườn keo lúc này, người thì cắn răng làm ngày làm đêm để kịp thu hoạch keo non bán tháo cho nhà máy. Người thì bất lực đành nhìn vườn keo mất trắng. Có thời gian bị bão vừa rồi thiệt hại. Tổng diện tích là 3 hết, mà trong cái đó thiệt hại là hết 70% rồi. Thì mong muốn được sự quan tâm của các anh lãnh đạo thì hỗ trợ cây giống để trồng lại. Cái đai tôi còn móc được cái đồng, chứ còn xuống dưới kia cây mới được hơi nam là tôi ngõ rất là nhiều. Chứ thế mà keo người chặt thì tôi chặt không được. Thì cây hơi bên nam mà tôi bỏ. Mà keo người chặt thì tiền nhiều quá. Còn nhờ sự giúp đỡ ra cái tôi rất đồ, giúp đỡ bao nhiêu nữa. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú cho biết trước mắt đã vận động bà con vượt qua khó khăn và sớm đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ cho người trồng keo. Trước tiên thì ủy ban xã thì cũng đã thông báo rồi, cũng vận động các hội đoàn thể cũng tuyên truyền cho người dân thì khắc phục khó khăn về diện tích cây ngã đổ thì cũng tận dụng để khai thác để lấy lại một phần kinh phí sau từ cái thiệt hại. Thì sắp tới thì cũng trên tinh thần thì ủy ban nhân xã thì cũng sẽ đề xuất các ngành có liên quan cấp trên để hỗ trợ lại, tiếp tục hỗ trợ cho người dân. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng, Sở đề xuất thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta đối với những hộ dân thiệt hại keo khoảng 70% và 2 triệu đồng một hecta đối với những hộ bị thiệt hại từ 30 đến 60%. Đồng thời vận động bà con nông dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn với mức hỗ trợ là 12 triệu đồng một hecta, cải tạo một số diện tích rừng bị gãy đổ thì mức hỗ trợ là 8 triệu đồng một hecta theo chính sách.